Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu bác một em siêu phẩm mới về bên em. Dòng xe Roadbike đua đến từ thương hiệu Pháp Chopic. Thì bác trùng Chopic thì em giới thiệu bác rất nhiều cái mẫu dòng Chopic rồi. Thì ra em các bác thường hay nghĩ tới cái dòng xe Chopic của bên em là dòng Chopic Milan. Dòng một mẫu xe Chopic dòng Roadbike đua cao cấp. Thì nhìn thoáng qua chiếc Chopic trước mắt các bác thu hình cho bác đây. Thì có cái nét giống xe chiếc Chopic Milan. Nhưng lần này em về một chiếc dòng Chopic mang thương hiệu Chopic Paris. Có lẽ khá giống đặc trưng với dòng Chopic Milan. Nhưng đây là hai model khá là hàng tàn khác biệt nhau. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, Roadbike dòng xe đua đến từ thương hiệu Pháp thì trong thời gian vừa qua đã có giới thiệu rất là nhiều những cái model của dòng xe Chopic, trong đó có dòng xe Chopic Milan, một trong những cái dòng xe mà các bác rất là ưa thích về cái mẫu dòng xe đua, được trang bị với cấu hình như là đồ 1.5 Tiagra. Thì lai em về một chiếc Chopic Paris, model Paris, nhìn thoáng qua các bác có thể thấy rõ là nó hơi có một nét giống dòng Chopic Milan. Nhìn thoáng qua cái khung hình của bác đây, trừ cái model của khung trên xe thì cái thiết kế của cái khung Chopic thì khá là giống, nhưng mà nhìn kỹ thì cái dòng Chopic Paris này bên dưới khung bên dưới thì nó thiết kế theo cái đường nét khỏe hơn, theo cái đường nét rất là tinh tế, bảng to, được sử dụng qua cái bộ khung rất là chắc chắn. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua các bác về cái mẫu dòng Chopic Paris đến từ thương hiệu Pháp. Paris là thương hiệu thủ đô của nước Pháp rồi. Thì bác chỉ cần lên trên Google để tìm hiểu thêm về cái model của xe. Thì trong đó có rất nhiều cái hãng xe đến từ Chopic Paris được giải rác rất là thị trường châu Âu rất là nhiều. Có thể tìm hiểu Google rất là nhiều hình ảnh của dòng Chopic. Trong đó có cái dòng Chopic mà rất là nhiều tên tuổi Milan mà trên website cũng có bên cửa hàng bên em đăng đây bác nhé, của kiên nhà kiên xe đạp. Thì cái website đầu tiên em vào đến từ trang web của Amazon.co.uk đến từ thương hiệu Mỹ. Đây là website của Mỹ bán dòng xe Chopic Paris. Đây là cái xe của bên nhà em. Đây không nhá. Cái đường nét nó khá giống là cái dòng xe Chopic Milan, nhưng mà được trang bị với G-Roof cao cấp hơn. Và trên khung xe có thể hiện chữ model của xe là Paris. Đấy. Cũng là về cái tông màu đỏ đen bên nhà em đây. G-Roof Integra. Vâng. Đấy. Chopic Paris nét khá giống với dòng đặc trưng của dòng xe Milan. Vành cao cấp, vành của Vision Team 30. Đấy. Các bác có thể lên video cũng phải gõ chữ Chopic Paris Road thì cũng rất nhiều cái bài review giới thiệu qua về những cái dòng Chopic Paris. Trong đó có mẫu màu xanh của anh Tây bên thị trường châu Âu đang review giới thiệu qua cho các bác về những mẫu xe rất là tên tuổi. Thương hiệu của dòng Chopic làm nên tên tuổi dòng xe đạp đua trên toàn thế giới. Và sẽ sử dụng với bộ G-Roof full Integra và vành cao cấp nhé, vành xe đạp Vision Team 30. Em sẽ giới thiệu qua về cái cặp vành cao cấp của dòng xe Chopic Paris. Đây. Thì em sẽ vào một cái trang web của Việt Nam bán linh phụ kiện của dòng xe đạp chính hãng, dòng bkbike.com.vn. Thì trong đó các cái cặp vành Vision Team 30 11 tầng lip hiện đang bán với cái giá rất là cao, 8 triệu. Đó. Có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái mẫu xe Paris bác nhé. Chopic Paris. Đây. Vâng, thì em cũng vừa giới thiệu qua cho bác về cái mẫu Chopic Paris. Thì cái model của xe này là model mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Đây là mẫu Chopic Paris bác nhé. Khác biệt hoàn toàn với Chopic Milan. Cũng được khắc tên chữ ký của nhà sản xuất trên khung xe. Đây là điều đặc trưng của dòng Chopic làm từ khung carbon, sử dụng với bán to, thiết kế theo khung khí động học lực
giúp cho cái bộ khung rất là chắc chắn và cứng cáp. Nước sơn đen lì với cái tông màu đỏ đen rất là đẹp, rất là khỏe xe. Được thiết kế với khung bát phía đằng trước chuyên dành cho những vận động viên chuyên nghiệp thường hay sử dụng là đi. Màu đồ của xe là Paris thể hiện rõ trên khung xe, khác với Milan. Milan thường thường được khắc chữ ở bên phía bên phần trước khung và được sử dụng với cái báng khung ở bên đây. Thiết kế gập khung bo vuông, báng to hơn so với mẫu trước Milan, được cải tiến hơn một chút. Nhưng mà tổng thể nhìn thì có thể qua bác nhìn thì rất là giống chiếc Milan. Ghi đông cổ phốt chính hãng của Chopic nguyên bản theo xe. Ghi đông chính hãng cổ phốt chính hãng của Chopic luôn. Và xe được trang bị với chính hãng của Group Shimano 6800 Ultegra. Shimano Ultegra bên tay trái em, bên tay lắp trang bị với 11 tầng lip. Bên tay phải em được trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Ultegra. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Ultegra. Càng carbon của Chopic nguyên bản theo xe. Mayer bạc đạn, Mayer vành cặp chính hãng của Vision. Đó nhá. Vành cao cấp này, vành hiệu chính hãng của Vision này. Vision Team này. Vision Team 30 thì em vừa giới thiệu qua cho các bác cái video về cái phụ kiện của dòng vành xe đạp Vision Team. Vành hiệu Vision Team luôn. Mayer cặp chính hãng của Vision Team. Kích thước lốp 700x23C. Bên dưới khung xe còn chính hãng mã vạch chính hãng của xe nguyên bản theo xe luôn. Cọc in carbon chính hãng nguyên bản theo xe, yên nguyên màu, yên tông màu của đen. Đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Ultegra. Gạt đĩa Shimano Ultegra, đùi đĩa Ultegra, đùi đĩa Shimano 6800 Japan. Thì em sẽ giới thiệu qua bác về cái đây. Cắm lá hẹ, cắm dẹp của vành đằng trước, vành sau. Mã QR code chống hàng giả nhé bác nhá. Vành hiệu, mã QR code chống hàng giả. Cũng còn mã vạch tem số của vành Vision Team. Đùi đĩa Japan, đùi đĩa Shimano 6800 của Ultegra. Đùi đĩa Ultegra, đặt đĩa Ultegra. Củ đề sau, củ đề Shimano Ultegra. Trang bị với 11 tầng lip. Đằng sau cũng là vành cặp, Mayer cặp chính hãng của Vision Team 30. Vision Team. Team Compact 30. Xe rất đẹp, đây là mẫu xe đầu tiên về cửa hàng bên em. Cái mẫu Chopic Milan đã về rất là nhiều cửa hàng bên em rồi. Thì riêng cái mẫu dòng Chopic Paris, đây là mẫu đầu tiên. Được sử dụng với full group Ultegra. Khung carbon, cọc in carbon và càng carbon. Vành cặp Vision Team 30 là cao cấp. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao khung đứng của khung xe là size 48, size S. Chiều cao ngang của khung là size 52. Thế là các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano Ultegra. 11 tầng lip. Lên lip à. Xuống lip. Xích lip còn rất là mới không nhá. Chuyển động rất là trơn tru mượt mà. Bên đây phải em là đùi đĩa Ultegra, gạt đĩa Ultegra. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Xe trang bị thêm với cái bê đan cài dày, bê đan thường thôi. Các bác có thể dùng hoặc là tháo ra, tùy cho các bác. Vâng, xe rất là bon.
Vâng, em lấy giá tổng thể xong chiếc xe đến từ thương hiệu Pháp Chopic Paris, xe full carbon được trang bị với full group Shimano Ultegra, may vành cặp chính hãng của Vision Team 30. Vâng, xe rất là cao cấp và lần đầu tiên cửa hàng bên em về cái mẫu Chopic Paris này. Và xe nó giá gốc bên em là 22.800, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là con điện qua Zalo 0975 709943. Lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Còn hẹn gặp lại trong bài.